Có một điểm yếu trong đội hình của Arsenal hiện tại khiến họ dần như bị tụt lại trong cuộc đua vô địch so với Man City và Liverpool. Huấn luyện viên Mikel Arteta không có Erling Haaland hay Mohamed Salah trên hàng công, những người luôn sẵn sàng ghi bàn trong mọi trận đấu. Nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là liệu Arsenal có thực sự cần một cầu thủ như thế hay không? Hãy cùng Yêu Bóng Đá 5 Go đi tìm hiểu trong phần sau của video nhé. Nhưng trước khi bước vào bài phân tích, xin quý vị khán giả đừng quên để lại một like, một subscribe và bấm vào nút chuông thông báo để theo dõi kênh nhé. Trong 4 trận đấu gần nhất, Arsenal đã tạo ra 5 cơ hội ngon ăn để dẫn đến bàn thắng, không bao gồm phạt đền, nhưng họ mới chỉ có được vỏn vẹn 2 bàn. Rõ ràng là con số 2 đó khiến người hâm mộ của Arsenal rất khó chịu, nhưng đội bóng của Arteta chỉ đơn giản là một nạn nhân của những con số thống kê trong ngắn hạn mà thôi. Một chút thiếu may mắn, một vài cú dứt điểm tệ hay việc thủ môn đối phương chơi quá xuất sắc cũng có thể khiến đội bóng của bạn trở nên thất vọng hơn khi nhìn vào thông số. Nhưng việc vung tiền ở thị trường chuyển nhượng cũng chưa chắc đã đảm bảo được vấn đề kể trên sẽ được giải quyết. Phân tích trước đây chỉ ra rằng có được cơ hội là một chỉ số quan trọng cho những thành công trong tương lai hơn là khả năng dứt điểm của một cầu thủ đơn lẻ. Nói đơn giản thì tác động từ khả năng dứt điểm của cầu thủ là rất nhỏ so với những yếu tố quan trọng hơn như vị trí hay góc độ của pha dứt điểm. Arteta nói sau thất bại trước Liverpool, "Chúng tôi chưa tận dụng được những cơ hội đã tạo ra, không chỉ cho hôm nay mà còn trong vài trận đấu gần đây nữa. Đó là lý do vì sao chúng tôi không thể giành chiến thắng. Dựa trên những cơ hội đã tạo ra thì chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, nhưng kết quả cuối cùng thì thường không giống như những gì mà cả đội mong muốn." Arsenal đang xuống phong độ một cách trầm trọng mà không có giải pháp thoát khỏi tình trạng đó. Nhưng nếu nhìn rộng ra thì bạn có thể thấy rằng sự phung phí gần đây của Arsenal trước khung thành là một điều hiếm khi xảy ra trong 18 tháng qua. Đoàn quân của Mikel Arteta đã thể hiện tốt hơn khi so sánh về cả số bàn thắng và bàn thắng kỳ vọng theo từng khoảng thời gian. Mikel Arteta kêu gọi người hâm mộ bình tĩnh và yêu cầu họ hãy sát cánh cùng đội bóng trong giai đoạn khó khăn. Arteta có quyền kêu gọi như vậy. Hành động đó không phải là để ông thể hiện lòng trung thành với Arsenal, mà bởi vì các thành viên của pháo thủ phần lớn đang nhìn những thứ tốt nhất mà bạn có thể yêu cầu ở một đội bóng ưu tú. Điều đó chính xác, ngoại trừ chi tiết quan trọng đó là việc đưa bóng vào lưới. Nhưng vẫn có những yếu tố tích cực có thể trở thành cơ sở để Arsenal có được đầu ra bàn thắng ổn định hơn trong tương lai. Một trong những yếu tố đó là lối chơi khi không có bóng của Arsenal. Một trong những lối chơi hay nhất của bóng đá châu Âu. Đó là nét đặc trưng trong lối chơi của Arsenal và là điều mà The Athletic đã phân tích trước đây. Lối chơi này đã giúp nền tảng phòng ngự của Arsenal trở nên mạnh hơn bất kỳ mùa giải nào kể từ khi Arteta gia nhập. Việc giữ bóng tránh xa khỏi khung thành đội nhà của Arsenal rất hiệu quả. Khả năng tạo ra những cơ hội ngon ăn từ một pha phối hợp dồn dập đã trở thành một vũ khí tấn công rất quan trọng trong lối chơi của Arsenal. Ở Premier League mùa này, chỉ có Brighton có trung bình những tình huống cướp được quyền kiểm soát bóng ở khu vực 1/3 cuối sân đối thủ và sau đó thực hiện được một cú dứt điểm nhiều hơn Arsenal 1,3 lần. Và rõ ràng đây là một tín hiệu tốt từ phía tập thể của Mikel Arteta. Lối chơi chủ động của Arsenal ở trận đấu với Liverpool là một điểm tích cực, đặc biệt là trong hiệp 1 khi họ giành lại bóng ở tầm cao tới 5 lần. Còn về phía Liverpool, họ chỉ có một lần để thủng lưới khi bị mất bóng ở khu vực phòng thủ 1/3 cuối sân trong hiệp 1, xét trên mọi đấu trường ở mùa giải này. Nó cho thấy Arsenal đã chơi năng nổ và chủ động thế nào khi không có bóng. Khả năng phối hợp để ép sân đáng ra phải giúp Arsenal có được bàn mở tỷ số ở phút thứ 10. Như bạn có thể nhìn thấy ở tình huống dưới đây, Arsenal đang áp dụng chơi 1-1 trong khi Liverpool đang triển khai bóng. Điều này khiến trái bóng bị ghim về một góc bên trái và pha tắc bóng chính xác của Bukayo Saka đã giúp Kai Havertz có được bóng cho vòng cấm của Liverpool trước khi anh thực hiện đường truyền vào trong cho Reyes Nelson dứt điểm. Nhưng pha cản phá xuất sắc của Ibrahim Konate đã khiến bóng nảy ra khu vực Odegaard, nơi người đội trưởng Na Uy tung ra cú sút đi trúng xà ngang khung thành của Alisson. Phút 29, Arsenal vẫn duy trì lối chơi tạo áp lực của mình khi Declan Rice lao lên ngay khi Mark Allister có bóng. Martin Odegaard có pha đột phá thẳng vào trung lộ trước khi thực hiện truyền sang phía cánh phải cho Kai Havertz, người đang di chuyển trùng vị trí với Saka. Nhưng thay vì việc tung ra ngay một cú sút thì tuyển thủ người Đức lại quyết định giữ lại bóng thêm một nhịp và đi bóng trước khi tung ra một cú sút khá tệ sau đó. Chắc chắn pha bóng có thể dẫn đến một pha dứt điểm tốt hơn, nhưng điểm mấu chốt đó là Arsenal lại thiếu một đường truyền tốt hơn ở thời điểm quyết định. Và với một tiền đạo mới như Kai Havertz thì anh không thể khắc phục được vấn đề này. Pha bóng gần như tương tự cũng xảy ra ở phút 43 khi đường truyền của Quansa cho Arnold bị Nelson cản phá. Ở tình huống này, nếu Odegaard trực tiếp thực hiện một đường truyền theo mũi tên màu tím như trong ví dụ, thay vì truyền trực tiếp đến vị trí của Havertz, thì cầu thủ người Đức sẽ được đưa vào một tình thế 1-1 với thủ môn chứ không phải là cố gắng khống chế bóng trước khi tung ra một cú sút ở góc khó. Những chi tiết nhỏ cũng rất quan trọng trong việc định đoạt kết quả trận đấu, nhưng Arsenal đang tạo ra được rất nhiều tình huống chất lượng cao từ cách tiếp cận này. Điều đó đòi hỏi tư duy chơi bóng rất cao từ các tiền đạo của họ, và hoàn toàn có thể nói rằng việc xây dựng một hàng công như vậy khó khăn hơn và có giá trị bền vững hơn
so với việc chỉ có một tiền đạo tuy sắc bén nhưng ngoài những cú dứt điểm ra thì chẳng thể nào đóng góp thêm gì khác cho tập thể. Chớ trêu thay, người đối đầu với Mikel Arteta ngày hôm ấy lại là Jurgen Klopp, người đã có một câu nói nổi tiếng rằng không có cầu thủ kiến tạo lối chơi nào trên thế giới có thể giỏi bằng một tình huống phản công tốt. Do tác động của lối chơi dồn ép đến nghẹt thở ngay từ những phút đầu của Arsenal, nên Liverpool đã thay đổi cách tiếp cận trận đấu bằng cách thực hiện những đường truyền dài hơn từ phía sau lên cho Darwin Núñez. Cầu thủ đã chuyển sang thi đấu ở cánh trái trong hiệp 2. Tất nhiên, vấn đề chính của Arsenal là họ có được sự đột phá khi cơ hội xuất hiện. Nguyên tắc khi thực hiện một công việc đòi hỏi nhiều thể lực như vậy mà không cần kiểm soát bóng là bạn phải có được thành quả bằng cách ghi bàn. Điều này sau đó sẽ cho phép bạn kiểm soát nhịp độ trận đấu khi đang ở thế thắng, và đó cũng chính là lối chơi chủ đạo của Arsenal ở mùa giải trước. Thay vào đó, sự chuyển tiếp lối chơi của họ lại phù hợp với Liverpool hơn khi trận đấu diễn ra. Arsenal thì kiệt sức và đó là thời điểm mà họ bị trừng phạt. Vậy liệu một số 9 ghi bàn xuất sắc có giúp ích gì cho khả năng dứt điểm của Arsenal? Tất nhiên, nếu có một cầu thủ như vậy thì họ sẽ giúp ích cho bất kỳ đội bóng nào. Nhưng việc tìm kiếm một thứ không hề dễ dàng và cũng tổn thất nhiều kinh phí ở thời điểm giữa mùa giải là rất khó khăn. Nhưng sẽ có giải pháp tiết kiệm hơn cho Arsenal, đó chính là họ phải kiểm soát được quá trình đưa bóng vào những khu vực có lợi thế, đồng thời củng cố nền tảng phòng ngự thêm phần vững chắc. Những thứ đó chính xác là những gì mà Arsenal đang làm. Dẫu vậy, ở đẳng cấp cao thì việc có tỷ lệ chuyển đổi quá eo hẹp hay có một tuần tồi tệ có thể lật đổ cả một mùa giải của bất cứ đội bóng nào. Mặc dù dẫn đầu vào dịp Giáng sinh, nhưng hiện tại Arsenal đang kém 5 điểm so với Liverpool tại Premier League, đồng thời bị loại khỏi League Cup và FA Cup. Khi hai đối thủ cạnh tranh với bạn bao gồm Liverpool và Manchester City thì chỉ cần một sự sa sút nhẹ thôi cũng sẽ gây ra những tổn hại nặng nề trong cả một mùa giải hơn bất kỳ giải đấu nào khác tại châu Âu. Tuy nhiên, những gì Arsenal đang làm trong mùa giải này vẫn cho thấy một giá trị bền vững đang được xây dựng cho thành công trong tương lai của đội bóng.